Mới đây tại cảng Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco đã tổ chức bàn giao xe bus Thaco, thương hiệu Việt Nam xuất khẩu sang Philippines và xuất khẩu các lô linh kiện phụ tùng ô tô sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty cổ phần ô tô Trường Hải cho biết, lô xe bus 15 chiếc mang thương hiệu Thaco Bus được xuất khẩu sang thị trường Philippines, tiếp tục đánh dấu hành trình chinh phục thị trường xuất khẩu của công ty ô tô Trường Hải Thaco. Đây là mẫu xe được trung tâm R&D Thaco Bus thiết kế hoàn toàn mới, mang thương hiệu Thaco, với tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 45%, sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung, Thaco nói riêng, trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh trong khu vực hiện nay. Qua đó khẳng định khả năng hiện thực hóa chiến lược xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng của Thaco theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của chính phủ, góp phần giảm nhập siêu và cân bằng cán cân thương mại. Tại buổi lễ, Thaco đã ký kết với AutoDelta kế hoạch xuất khẩu sang Philippines cho năm 2020 là 200 xe bus.